Chỉ đi có chút gì đây máy thì ra. Có chút gì ra máy thì ra. Có chút gì ra máy thì đây máy thì đây. Điều đúng là trời cho, không chúng là trò chơi. Điều đúng là trời cho, không chúng là trò chơi. Hồi chờ rất đau vui, chú mê xin mời bà con ghé chơi. Lớn con người ơi, lớn con thật hay. Từng trò quay là say những dòng đời. Quên để đi mùi chú yêu tùy là người dư. Nhìn tên là tắt đèn có nhau. Góp chú cho đời nước mắt thay cho mình. Nói như có ánh đèn sân khấu. Sức gì ra mấy thì đi có mấy gì đây. Sức gì ra mấy thì ra. Có mấy gì ra mấy thì ra. Đi chăn bò đọc cây đôi to thì to bò không đi. Đi lấy cái kia em thức như một con bò. Con bò nó chạy vô. Bắt đầu lên kêu lưu tô. Sức gì đi mấy thì ra. Con mấy gì đây, con mấy gì ra, mấy gì ra. Con hai gì đây, hai gì đây. Con hai gì đây, hai gì đây. Con hai gì đây. Cái dầu nước đây, mình đẩy đẩy đẩy. Cái dầu ăn đây, mình cũng đẩy đẩy đẩy. 27, 27 con 27 con 27 27 27 27 27 con mấy gì đây ra. Mấy gì ra, mấy gì ra. Ở đây anh hai, anh ba. Thích đến lúc chiếc trang nhà. Anh tư, anh năm, xin xin ghép anh cô này. Đêm nay có con nhìn gì đây bên sáng. Đưa em hát bên đằng vườn trên nơi chạm. Nơi chạm chiếc đâu, nắng mưa té sờ. Đừng vừa về đâu, hay tao đang dừng thương cầu. Về đâu, hay tao đang dừng thương cầu. Hôm sao đài bốn sao đài bốn mười sao. Hôm mười sao bốn mười sao bốn mười sao. Bốn mười sao, bốn mười sao bốn mười sao số gì đây. Số gì đây, cái máy thì đi máy thì đi máy thì ra. Sao thì đi máy thì đây. Dâu ơi thì sao nó đến tâm mặt đau yêu ban đầu ai đã trao. Người ta chiếc đây trao một quý. Còn yêu nó thôi sao nó đành nghe phố đau. Còn mười sáu, còn mười sáu, còn mười sáu. Còn mười sáu, còn mười sáu số thì ra. Cái máy thì đi máy thì đây ghi nhớ còn như hai chục nguyên. Còn hai mươi, còn hai mươi, còn hai mươi. Còn hai mươi. Số gì đây kia mấy thì đây mấy thì đây chính là hoàng hôn. Sao số bốn, còn 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 số bốn. Số gì đi số gì đây? Cá lô bạc tăng ba mươi lăm, ba mươi lăm ra ba mươi lăm, còn ba mươi lăm ra ba mươi lăm, ba mươi lăm, ba mươi lăm, còn ba mươi lăm, ba mươi lăm. Còn số gì đây mấy thì ra? Còn mấy thì ra mấy thì ra? Còn số gì đây mấy thì ra mấy thì ra? Ba mươi tám,
Đó bà, bà giáp số chuột đó là 57. 57 chưa? À, 57 ơi, từ từ chị ơi, lớn tuổi rồi chị thông cảm. Đây chị dò chém được em ha. 17, 27, 38, 57. Rồi anh trai số 4, 17, 27, 57 không lệ ha. Rồi quý vị và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ áp dụng bắt đầu quay số 2, số lớn. Thì nhận chị em đó chính là một phần thưởng lớn nha. Người còn lại sẽ có hai người lựa chọn. Một là lấy một hộp khẩu trang y tế. Hai là lấy ba bịch cơm kho nước sả vải Thái Lan thú vị. Rồi chúng ta hai chúng ta sẽ tiến lại là cùng quay và bắt đầu quay số. Đọc giải thứ hai cũng sẽ có quà thú vị. Thôi hợp và chờ đợi lady first thì gái lấy đôi nút nha. Giống như chị đừng có coi chị, giống như ra đây với em. Em hơn nắm tay đứng đây đi. Rồi anh trai, anh em trai. Đó, chị lắc hoài rồi. Chị tụi em bắt đầu. Giờ số chị ba bánh đèo. Đúng với tuổi nghề của em cũng chị 21. Cầm đi chị. Rồi anh trai đúng chị tụi em mọi chứ. Rồi anh trai là số 54 thôi vậy. Rồi 54 xin chia buồn với chị nha. Rồi chị ơi, chị lấy khẩu trang là chị lấy mặt trong con cơm kho đi ha. Đây rất là tuyệt vời, chị cảm ơn chị gái rất là nhiều. Anh trai ơi gấu nè, là nướng thì anh muốn lấy gì? Rồi cảm ơn anh, đây là thằng nha. Rồi chú quý vị, dòng lời tiếp theo vẫn là 10.000 đồng là bé thú vị nha, 10.000 đồng. Nếu mà xảy ra cơm trùng chúng ta sẽ nhận được đó là một gói quà tặng là cơm kho. Rồi còn ngay bây giờ quý vị nha, vẫn là một màn huyết đấu thú vị. Đây là một màn giao lưu rất là gây cấn đến từ đội áo dài và đội áo bà ba của tụi em. Thương là một đội rất là sexy và đem đến cho chúng ta vào những màu sắc rực rỡ của Pattaya, mảnh đất của Thái Lan ạ. Và ngay bây giờ xin mời bị hứa bắt đầu sân khấu và cùng giao lưu và gặp gỡ với màn biểu diễn múa lửa đến từ người đẹp Bội Nhi và người đẹp Trương Hà Phi. Và chúng ta cũng mong là tất
Rồi, quý vị ơi, quý vị muốn xem một tiết mục múa đèn đầy đặc biệt nữa đến từ cái Hello Tô Hương Nam không ạ? Quý vị có đồng ý không ạ? Cho em một tràng tay ạ. Rồi, xin mời quý khách cùng lắng qua của xem qua người đẹp Mỹ Lệ Xuân Ca. Vô. Vâng. Dạ, Mỹ Lệ tôi với chồng nói với phụ với trời, tôi thấy hai người xuất đẹp quá. Kìa, trời ơi. Trời đất ơi. Lại á, Mỹ Lệ đấy con á. Cái này là tầm thường. Coi Mỹ Lệ xuống như là tuổi. Em ơi,